Ngày 24 tháng 8, Tòa án Nhân dân TP.HCM dự kiến đưa ra xét xử bị cáo Phan Minh Tân, cựu Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM, cùng 5 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Tháng 8 năm 2009, Nguyễn Trọng Vũ là Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Huy Hoàng, có công văn gửi Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM, đề nghị hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách Sự nghiệp Khoa học với số tiền 5,1 tỷ đồng để thực hiện dự án 1. Tuy nhiên, công ty này vẫn không hoàn thành dự án, không hoàn trả kinh phí lại quỹ, gây thiệt hại hơn 3,1 tỷ đồng. Tháng 9 năm 2009, Vũ có công văn gửi Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM đề nghị vay 10 tỷ đồng để thực hiện dự án 2. Năm 2010, ông Tân ký văn bản kết luận dự án đạt yêu cầu, đồng ý cho vay. Sau khi nhận tiền giải ngân, Vũ xuất cảnh đi nước ngoài ngày 13 tháng 5 năm 2011. Quá trình điều tra, ông Tân khai biết công ty Huy Hoàng không đủ năng lực tài chính nhưng vẫn đồng ý duyệt cho vay. Tuy nhiên, ông Tân và đồng phạm cho rằng việc xét duyệt cho vay là đúng quy định. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, thiệt hại dự án 2 là gần 19,5 tỷ đồng, cả gốc lẫn lãi. Tổng thiệt hại hai dự án là hơn 22,6 tỷ đồng. Ngày 24 tháng 8, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn, 27 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, để điều tra làm rõ cái chết bất thường của bé trai 2 tuổi. Trước đó, tối ngày 21 tháng 8, Tuấn ở nhà trong bé trai là con riêng của chị Ít, người sống chung với Tuấn tại nhà riêng ở ấp 6, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Đến tối cùng ngày, Tuấn bế bé chạy lên chỗ làm, cách nhà 100m và nói con ọc sữa nên mọi người cùng nhau sơ cứu cho cháu bé. Thấy bé tím tái nên chị Ít và Tuấn đưa đi cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong tại phòng khám. Trước cái chết bất thường, người dân đã trình báo công an. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị tác động ngoại lực ở vùng đầu và bụng. Tuấn khai nhận sau khi cho uống sữa có đánh bé vì bé nghịch ngợm. Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 9A1 của trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội bị đuối nước tại bể bơi của trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với Trần Lâm Thắng, sinh năm 1999, giáo viên môn bơi của trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, chiều ngày 22 tháng 8, lớp 9A1 trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam có tiết học bơi từ 13h20 phút đến 14 giờ do giáo viên Trần Lâm Thắng phụ trách. Sau khi cho học sinh khởi động khoảng 10 phút, giáo viên Trần Lâm Thắng chia một nhóm tự hoạt động thể thao tại khu vực sân trường. Nhóm còn lại gồm 11 học sinh, trong đó có học sinh A, được giáo viên Thắng trực tiếp dẫn vào bể bơi để thực hành bơi. Sau khi dẫn học sinh vào bể bơi, giáo viên này không phổ biến hướng dẫn mà ngồi ở ghế đầu bể bơi để cho các học sinh tự do xuống bơi thực hành. Quá trình này, giáo viên không quản lý giám sát mà chỉ ngồi một vị trí và thường xuyên sử dụng điện thoại di động. Do đó, giáo viên Thắng đã không phát hiện việc học sinh A xuống bể bơi, nhưng không bơi mà chỉ đi đến đoạn qua dây phao ngăn cách độ sâu 1,2 m và 1,55 m thì không đi được nữa. Học sinh này vùng vẫy liên tục trong thời gian khoảng 3 phút trước khi bị chìm. Sau khi học sinh bị chìm xuống đáy bể bơi, giáo viên Thắng vẫn ngồi vị trí cũ sử dụng điện thoại di động. Khoảng 20 phút sau thì gọi và yêu cầu các học sinh lên bờ, rồi cho lớp tự giải tán. Lúc này vẫn chưa ai phát hiện A bị chìm. Đến 14 giờ 6 phút, nhân viên đi dọn vệ sinh bể bơi thì phát hiện học sinh A nằm bất động nên cùng một số giáo viên trong trường đưa đi cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định học sinh A đã tử vong ngoại viện. Ngày 24 tháng 8, Công an huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương vẫn đang khẩn trương điều tra truy xét nhóm đối tượng đi ô tô đã rải đinh khủng nhằm chống trả công an khi bị truy đuổi. Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 22 tháng 8, tổ tuần tra công an huyện Bào Bàng phát hiện một xe ô tô màu trắng có biểu hiện nghi vấn nên bám sát. Phát hiện lực lượng chức năng bám đuổi, đối tượng điều khiển xe bỏ chạy qua các tuyến đường trong khu công nghiệp Bào Bàng và đường Mỹ Phước Tân Vạn. Trong quá trình bỏ chạy, các đối tượng ngồi trong xe đã xịt hơi cay và ném các vật thể là mảnh kim loại sắc nhọn về phía lực lượng để chống trả, làm cho phương tiện bị thủng lớp. Ngày 24 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Karongno, tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đoàn Văn Vinh,
sinh năm 1984, trú huyện Karongno, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, ngày 16 tháng 8 năm 2023, Vinh và bạn gái đi nhà nghỉ ở thị trấn Yterlin, huyện Cư Dút, tỉnh Đắk Nông, thì gặp một phụ nữ vào nhà nghỉ cùng với một người đàn ông. Quan sát thấy biển kiểm soát xe máy của chị này được đăng ký cùng địa phương với mình, nên sau khi ra khỏi phòng nhà nghỉ, Vinh đã chụp hình nhà nghỉ và biển kiểm soát hai xe mô tô của cặp đôi nói trên. Về đến huyện Karongno, Vinh gặp một người dân ở gần nhà của người phụ nữ. Hỏi thăm về thông tin của chị này, thì được biết người này đã có chồng. Từ đó, Vinh đã nảy sinh ý định đe dọa chị nhằm chiếm đoạt tiền. Vinh qua nhà gặp nạn nhân bịa ra câu chuyện có người thuê theo dõi chị với số tiền 20 triệu đồng. Do không muốn gia đình chị bị tan vỡ hạnh phúc nên mới kể cho chị biết. Khoảng 15 giờ cùng ngày, nạn nhân gọi điện cho Vinh trao đổi, thì Vinh yêu cầu đưa 12 triệu đồng sẽ xóa hình ảnh, video cảnh chị đi nhà nghỉ với người khác. Một ngày sau, nạn nhân đi cùng với một người bạn hẹn gặp Vinh tại một quán cà phê ở huyện Karongno. Tại đây, Vinh nhận số tiền 5 triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Sáng ngày 24 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khám xét nơi ở, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Ba, sinh năm 1977, ngụ xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ năm 2016 đến năm 2019, Ba đã nhiều lần tổ chức chơi hụi cho nhiều người tại xã Tiên Hiệp tham gia. Quá trình này do thiếu sự quản lý nên Ba đã nợ tiền của nhiều người và mất khả năng chi trả. Để có tiền chi trả cho thành viên chơi hụi và các khoản vay cá nhân, Ba tiếp tục nảy sinh ý định lợi dụng hình thức tổ chức này để chiếm đoạt tiền đóng hụi của người tham gia. Từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, Ba đã tổ chức hình thức chơi hụi trái với quy định pháp luật cho 94 người tham gia. Ngoài ra, bị can còn đưa ra thông tin gian dối để các thành viên tin tưởng rồi chiếm đoạt tiền đóng hụi của 32 người với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.